Ôi, sao mất cái hoa nghi mà hồi. Rồi, được rồi. Nên thư ta. Xin chào cả nhà, chào Thương Quang Lâm. Ngày hôm nay mình sẽ livestream trên trang cá nhân của Phương nha. Cả nhà nghe có rõ mà có bị nhỏ không? Tại vì hôm nay Phương để cái ống máy nó hơi xa một tí. Chào Dương Yến Nhi. Chào Dương Yến Nhi. Chào mọi người. Nghe thử xem nó có nhỏ không nè. Thảo Phúc, mình bị nám tàn nhang có thuốc hay kem chị Phương Phương. Hello chị Nhân. Hello Tina. Ngày hôm nay chị Phương cũng đang được livestream về một cái sản phẩm mà Phương nghĩ là bạn sẽ rất là thích luôn đó. Bởi vì nó có thể là sản phẩm mà trị nám, trắng da, chống lão hóa và có sức khỏe từ bên trong, tóc mượt, da mướt. Để con xe. Nhỏ chị ơi, hello sang xe. Em nghe rõ không? Rõ đúng không? Ok, Linh Cẩm Khánh. Rồi, đẹp xuất sắc hả? Có đôi dép là không liên quan đúng không? Nên góc xa quá, quên, không có nhìn khỏi cái chân. Dạ, em đã ăn tối rồi, một lát uống thêm thuốc nữa thì mới ăn thêm. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về skin shop. Như trước khi nói về skin shop thì Phương sẽ nói về trải nghiệm ngày hôm nay của Phương tại Procos, tức là tại Golden Hut, trái tim vàng. Đây là một nơi mà gọi là yoga phục hồi trị liệu không dùng thuốc, và ở đó thì sẽ hỗ trợ cho bên đây thì đã đồng hành với Phương không? Bắt đầu từ lúc Phương ra thì khoảng 2-3 tháng thì đã đồng hành rồi, và Phương được cái lời giới thiệu của sư phụ tập riêng của Phương là chị Thúy Viên á. Body rất là đẹp, mà các bạn biết không, thật ra là các bạn tập yoga hoặc là tập gym, nhưng đôi khi vì cái sự háo thắng và vì đôi khi cần giảm cân nhanh, hoặc là cần những cái yếu tố nhu cầu của mình quá gấp, mà mình quên đi rằng là tập yoga mà đừng khuyến không đúng, mà chỉ cần ép dẻo nó cũng sẽ làm học sinh sống của mình. Như vậy thì những ai mà tự nhiên cảm thấy là xương của mình, tại sao mà mỗi lần mình ngủ dậy nó phương thì hay bị đau ở vùng thắt lưng này nè, hoặc là tự nhiên lâu lâu nó hay bị chật tay chật chân, thì đó là những cái dấu hiệu nhỏ mà cơ thể mình báo. Và khi đến yoga phục hồi thì cái quan trọng nhất là gì? Mình sẽ được kiểm tra lại toàn bộ cái cột sống lưng của mình để xem rằng nó thẳng hay là nó lật hay là nó lõm vào hay nó đồi ra. Sau đó là mình sẽ được làm aura, đó là một cái trách nhiệm về các lưu xa trong cơ thể mình, để xem rằng là mình đang ổn định hay không, lưu xa nào của mình bị yếu, mình cần tập trung hít thở, mình cần tập trung bổ sung năng lượng vào những cái vùng cơ thể nào để mình lắng nghe chính mình. Thật ra cái này lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà cái mấu chốt để Phương tin là từ khi Phương làm cái aura, Phương kiểm tra được bàn tay trái và bàn tay phải, và nó nói rất là đúng với cái cá tính và những cái suy nghĩ của mình, nó không phải là xem bó nha, nó là khoa học. Và từ đó bắt đầu Phương mới trải nghiệm tập. Ở trên đây thì nó có luôn cả những cái liệu trình như là bạn bị đau nhức hoặc là người dân bị đau nhức mọi cơ. Mình biết cái dụng bài chạy điện đúng không ạ? Thì trên đây là sẽ chạy điện. Và ở đây thì có những cái khóa học thiền dành cho cả gia đình rất là hấp dẫn. Ngày hôm nay thì Phương lên đây để qua phóng sự thôi. Nhưng mà trước đó thì Phương đã tập từ lâu rồi, để sẵn tiện Phương khoe với cả nhà chút xíu. Và ai muốn hiểu thêm về cái trung tâm phục hồi nào, muốn hỏi để mà lên trên đó thì inbox cho Phương nha. Phương sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn biết là mình có nên hay không. Nhưng mà Phương nghĩ ai cũng nên có một lần đến kiểm tra. Nó cũng giống như là một năm mình đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ á. Phương đã từng bỏ lỡ những điều đó, nhưng cũng hy vọng các bạn sẽ quan tâm đến điều đó. Ngồi lại gần được không hả? Thật ra Phương để như vậy để cho mọi người có thể thấy được số điện thoại của shop, thấy được mọi thứ á. Mọi người thấy như vậy có được không, hay là muốn gần lại để nhìn thấy rõ mặt Phương? Nghe tiếng nhỏ quá, thấy không? Bị nhỏ.
Chị mò, bé quá chẳng nghe thấy gì. Ồ, vậy thì Phương sẽ để gần lại nha. Thảo sẽ cái ghế lại Thảo. Nghe giọng xa quá hả? Nghe không rõ. Bị phản là sao? Bị phản là nó bị lặp lại hay sao ngoài cả nhà? Hả? Máy em bộ. Bây giờ thì cả nhà nghe rõ chưa? Như vậy thì ổn chưa? Cả nhà có muốn gần lại nữa không? Giọng lớn. Số điện thoại mình che rồi hả? Em nhích qua bên đây chút. Hai lần. Từ nha. Dạ mình không có nói thầm bạn nổ lâu. Không, chị đang live bằng wifi á, chứ không live bằng 3G đâu em. Vẫn nghe bé hả? Rồi để chị thử. Để đi. Cắt bằng nghe. Để đi. Ủa, Phương nghe to lắm á cả nhà ơi. Từ từ. Không, cứ từ từ. Hiện nay chị đang cầm coi bằng một cái Facebook của La Vi á, coi bên trang của chị á thì thấy rất là rõ, và bây giờ thì nghe âm thanh cũng rõ rồi mà. Nghe rõ và tốt lắm phải không ạ? Nghe rõ lắm phải không Nhi? Ok ok. Bây giờ nha, Phương sẽ xích cái này thêm một lần nữa, tại vì Phương sẽ xích vào một lần nữa thì mình sẽ không thấy được cái số điện thoại, để cả nhà nhìn thấy rõ thôi. Nghe rõ rồi không chị Hiệp? Dạ chị Hiệp nói thì em yên tâm rồi. Thì hôm nay thì Phương sẽ cùng chia sẻ với mọi người sản phẩm thứ hai mà Phương đã liên kết với lại AMC Group để mà mang về cho cả nhà, đó là công ty Anba. Đây là một nơi uy tín và rất là giàu kinh nghiệm trong cái việc phân phối và nhập khẩu những cái sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe. Đó chính là Skin Soft. Ở đây ghi rất là rõ là bay nám trắng hồng nuôi dưỡng sâu từ bên trong cho làn da tỏa sáng. Với những thành phần bên trong của nó là collagen sinh học cùng với chất chống oxy hóa cực đại,
Pro Antioxidants, độc quyền, được chiết xuất từ vỏ trái cây tự nhiên. Chính vì thế mà nó sẽ đem lại cho bạn một làn da trắng ngầu bay nám, chống lão hóa, bảo vệ và hồi sinh làn da. Với công thức độc đáo hiệu quả tuyệt vời mà SkinShop đem đến cho làn da chính là thúc đẩy sự tổng hợp collagen tự nhiên và duy trì độ đàn hồi của làn da. Uống một chai mỗi ngày để chúng ta đạt được hiệu quả rõ rệt, hiệu quả cách rõ nét nhất, thì khuyến khích mọi người nên sử dụng đầy đủ ít nhất là 30 ngày liên tiếp, và sau đó thì chúng ta cũng có thể giãn ra, tức là chúng ta có thể uống 2-6 hoặc là 3-7 để cho nó giảm cái tiền xuống. Nhưng mà muốn hiệu quả tốt nhất là chúng ta nên uống liệu trình đầu là 30 ngày trở lên. Nó được tiết xuất từ chủ yếu là trái lựu nè, đây là trái lựu nè, đó, đây là trái lựu nè, và nó được chứng nhận trên 15 năm nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Tây Ban Nha, MACO. Đây là chất chất chống oxy hóa, chống lão hóa của trái lựu gấp 4 lần so với những cái chất chống oxy hóa thông thường. Và chính vì chức năng này, tất nhiên là khi mọi người uống sẽ cảm nhận được là thời gian sẽ không làm ảnh hưởng đến mình, và đặc biệt là đối với những cái làn da mà đã bị nám, bị cháy nắng, bị tổn thương hoặc là bị mụn, sử dụng cái này cũng rất là hiệu quả. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ cho cả nhà thấy sản phẩm nha. Từ từ, ở đây. Đây là những sản phẩm mà Phương thấy là rất là ok để dành cho cả nhà luôn. Công dụng nổi bật của SkinShop đó là chống lão hóa, tăng độ đàn hồi da, phục hồi đến từ collagen, kết hợp với chất chống oxy hóa từ vỏ trái cây, giải quyết những vấn đề về da. Đặc biệt là với những phụ nữ có làn da xỉn màu, có thể bạn có một làn da nâu nhưng da của bạn không sáng thì nó gọi là xỉn màu á, chứ không phải là cứ gọi da trắng thì mới so sánh được. Mà có những người da rất là trắng, những cái màu sắc của da nó bị tối, giống như ngày hôm nay các bạn sẽ thấy rằng là so với những ngày trước Phương ở nhà thì chắc chắn là bây giờ Phương đi ra ngoài đường thì nhiều thì chắc chắn nó sẽ đen hơn so với lúc trước khi mà Phương lai nuôi đi. Nhưng mà bây giờ thì chắc là thần sắc của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Làm da sáng rõ rệt, giữ trắng hồng từ bên trong và mờ tốn màu như nám, tàn nhang, thông sạng, hỗ trợ điều trị mụn, giúp cơ thể được thanh lọc, thải độc tố. Chị vẫn bán online nha chị Trâm. Đặc biệt là SkinShop có khả năng chữa lành các vết thương trong cơ thể con người, và ngoài làn da chiết xuất đặc biệt từ các hạt chất độc quyền, giúp cơ thể tăng đề kháng, nhanh hồi phục, giúp những cái quá trình mà điều trị sẹo, lỗ chân lông to được cải thiện nhanh chóng hơn. Và có thể nói rằng là đây là một cái thành phần hoạt chất hoàn toàn từ thiên nhiên, chiết xuất từ vỏ trái cây. Ở trong đó thì có rất là nhiều những cái loại trái cây khác nhau. Đầu tiên là trái lựu nè, rồi gừng, đàn nghệ này, cacao nè. Collagen từ da động vật không thích hợp cho người ăn chay thường. Đây là những cái sản phẩm rất là dễ để mà mình có thể sử dụng. Khi mà mọi người Phương đăng những thông tin về sản phẩm này thì biết rằng trên thị trường cũng đã có rồi. Và tất nhiên là vì đây là sản phẩm nhập khẩu chính ngạch của công ty Alba, tức là sản xuất bên Tây Ban Nha và nhập khẩu về, chứ không hề có nhập khẩu hay là sản xuất gì tại Việt Nam cả. Đây là sản phẩm của Tây Ban Nha luôn, nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm này. Có rất là nhiều các anh chị trong thời gian trước khi mà Phương bán thực phẩm chức năng á, có nhắn và hỏi cho Phương về thuốc và kem trị nám, rồi kem trắng da. Thì Phương cũng nói rằng những cái sản phẩm mà hiện tại Phương quan tâm và hoan nghênh shop Phương hướng tới á, đó là về sức khỏe. Phương sẽ không bất chấp vì giảm cân sẽ gửi đến các anh chị và các bạn những cái sản phẩm giảm cân hiệu quả nhưng mà có hại cho sức khỏe, những sản phẩm uống trắng da nhưng mà nó lại có glutathione, vì nó rất là hại cho cái thận của mình. Cho nên Phương sẽ tìm những cái sản phẩm, một là thực phẩm chức năng, hai nó phải là những sản phẩm từ thiên nhiên để mà đem đến hiệu quả tốt nhất. Rất là nhiều anh chị và các bạn thân mình là có thuốc trị nám, kem trị nám hay không, và trong thời gian vừa qua thì Phương cũng đã trả lời là hiện tại shop không có, nhưng mà bây giờ thì Phương sẽ trả lời với mọi người shop đã có rồi. Và tất nhiên là sản phẩm này là sản phẩm rất là an toàn, không có tác dụng phụ gì hết. Số điện thoại thì quý chị vẫn thấy số điện thoại em ơi, Tony ơi, em chị vẫn thấy số điện thoại nha em. Em làm chị rối luôn rồi đó. Trên đây chị vẫn thấy số điện thoại nhé cả nhà.
Với sản phẩm này á, thì có thể nói rằng là nó chiết xuất từ vỏ trái cây cho nên nó không có một cái tác dụng phụ nào. Mình không có điều kiện thì mình có thể sử dụng trước một tháng 30 ngày để mình cảm nhận được vết nám của mình. Không được. Xin lỗi cả nhà nha, vừa rồi Phương có điện thoại cho nên là Phương nó bị đứng lên một chút. Thì đây là sản phẩm hoàn toàn, nó có rất là nhiều cái khoáng chất tốt ở trong đây nè. Sản phẩm kim sốt tức là giống như là bắn vô trực tiếp làn da của mình vậy đó. Nó sẽ đem lại những cái hiệu quả rất là thiết thực cho mình. Và sử dụng cho một cái liệu trình này là 30 ngày. Một set như vậy là khoảng 10 chai, đây là 10 chai nè. Một chai này cỡ khoảng 100ml, khá là nhiều để mình uống. Và mỗi ngày mình chỉ cần bỏ vào túi đi làm, đi học của mình một chai này và mình uống. Nó sẽ đầy đủ cái vitamin cho mình hàng ngày. Và bên cạnh đó thì mình cũng biết rằng thời gian không có thường của ai hết trơn á. Ai cũng sẽ lão hóa hết. Ai cũng phải đối diện với cái chuyện là mình sẽ già. Nhưng mà mình sẽ đối diện với chuyện đó bằng tâm thế thế nào? Thì đó chính là một cái cách để mình tiếp cận sản phẩm ngày hôm nay. Một set như thế này sẽ là 2.990.000 cho 10 chai. Và một liệu trình của mình sẽ gồm có 3 set, tức là 30 chai, giá là 8.790.000. Và mọi người yên tâm một điều rằng là sau nó sẽ dành cho chúng ta uống. Thực ra khi mà Phương có rất là nhiều bạn, khi mà Phương đăng ở những cái hình ảnh về sản phẩm này được rất là nhiều người sử dụng. Chị Dương Yến Ngọc nè, Yumi Dương nè, anh Kim Lý nè, mọi người cũng đã xài. Và khi đã xài rồi đó, thì sẽ cảm nhận rất là rõ về sản phẩm. Giá của nó thì thật sự Phương cũng nói thật là nó hơi cao. Nhưng mà bây giờ mình cứ tính đi ha. Bình thường mình làm một cái liệu trình, tức là Phương không nói liệu trình cao cấp, nếu mà dạng như là mình đi bắn để trị nám, điều trị nám ở trong các phòng dưỡng viện hoặc những spa, thì ít nhất một liệu trình như vậy thì Phương án chừng nó cũng sẽ khoảng tầm từ 10 triệu trở lên thì nó mới thực sự là hiệu quả. Và mình phải làm nhiều ngày và đi về, thậm chí là trong cái điều trình đó mình sẽ còn bị dặn rằng là phải che nắng, phải tránh cái này, và ngoài ra mình phải sử dụng thêm thuốc là kem nữa thì nó mới có tác dụng là sáng dần lên vùng nám, đúng không ạ? Tại vì em cũng có cộng tác với rất là nhiều cái spa và em cũng tìm hiểu về những cái liệu trình đó. Mà tại vì khi mà Phương trải nghiệm những liệu trình thì đa số là Phương không trải nghiệm liệu trình trị nám, do là Phương không có bị, cho nên lúc đó chưa có cần, thì Phương có hỏi về những cái liệu trình đó thì Phương được biết là như vậy. Chẳng hạn như là có những cái mùa sale thì có thể giảm xuống khoảng 5-6 triệu, nhưng mà mình cũng thấy là mình phải bảo vệ rất là kỹ, bởi vì nó bắn từ bên ngoài và nó rất là hại cho da, và mình không bảo vệ kỹ thì lần sau nó sẽ còn nát hơn lần đầu nữa, đúng không ạ? Nám là một cái điều trị rất là khó luôn, tôi đã từng nói rồi, không phải bôi kem là hết đâu. Bôi kem nó chỉ giảm thôi, trừ khi là mình phải bôi hoài luôn, bởi vì nó phụ thuộc vào yếu tố là nội tiết tố, stress tâm lý, vitamin không đủ chất, tất cả mọi thứ nó sẽ tạo nên nám. Nó không phải là như tàn nang nha, mình cứ bích chấm đồi mồi mình bắn cho nó hết, mà nám là nó từ tận sâu bên trong ra. Cho nên là ai mà chọn những cái cách là mình mua kem, mình bôi, mình đi điều trị bên ngoài thì những cái cách đó không có lâu dài. Nó có thể là hiệu quả tức thời, thường là nó không hiệu quả, mình phải làm rất nhiều lần. Hai là nó chỉ hiệu quả tức thời rồi sau một thời gian nó lại tái trở lại. Rất ít khi có những cái trường hợp người nào mà hết hoàn toàn. Con chào cô Hồng Nguyễn. Ok Trang Thùy, ok. Cảm ơn cả nhà đã khen ngày hôm nay, tức là hình ảnh ngày hôm nay của Phương nha. Tại hồi chiều Phương có quay chương trình du lịch cho nên rằng là mặc sẵn trang phục này, nói về bông tan cho nên Phương mặc sẵn trang phục này. Rồi chẳng hạn như bây giờ bạn chẳng cách bôi kem đi thì Phương cho trung bình một cái loại kem trị nám, giá loại cũng được nha, chứ phải là super. Còn nếu mà mình nói những cái loại giá thấp đó thì hiệu quả thứ nhất là nó chậm, nó không cao, hoặc là nó cao thì nó sẽ có những cái tác dụng đặc biệt phụ với làn da của mình, tại vì nó tẩy và nó phải tẩy cái vùng nám nó đi, là dạng như tẩy da thì cũng phải là 2-3 triệu, đúng không ạ? Rồi sau đó là thêm kem chống nắng, thêm sữa rửa mặt, thêm dưỡng da, thêm tất cả các vân vân, nó cộng dồn lại thực ra là đâu cũng vào đó.
và mình tại vì đơn giản là mình thấy là nhiều sản phẩm thì mình ok, mình sử dụng, hay là những sản phẩm sữa ăn chúa mà cũng đã từng tư vấn với mọi người ấy, bị nám, thì nó cũng phải là sản phẩm sử dụng rất lâu dài thì mình mới thấy được cái hiệu quả, chứ nó không phải tăng trưởng nhanh. Nhưng mà riêng sản phẩm này mình có thể cảm nhận rất là rõ rệt sau 30 ngày, và nếu như mình có khả năng thì mình uống liên tục, mình gì mình uống liên tục tiếp theo, tháng tiếp theo, tháng tiếp theo nữa cũng được. Còn nếu như sau 30 ngày mình cảm thấy là ok ổn rồi, mình có thể dùng giãn ra, tại vì nó cũng như là chất vitamin bổ sung vào cơ thể của mình, nhưng mà nó chiết xuất từ vỏ trái cây, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cơ thể mình, nhất là những về những cái yếu tố làm đẹp. Lutein thì là những cái yếu tố về sức khỏe, lutein sẽ chống hỗ trợ chống tiểu đường, như cái này nó sẽ hỗ trợ những cái vấn đề về đề kháng của cơ thể rất là tốt luôn. Vậy thì tôi nghĩ là thật ra là so với cái sản phẩm kia mình cộng lại thì cũng khoảng tầm 5 triệu đến 8 triệu, thậm chí là 10 triệu tiền cái thì mình bỏ cái tiền ra và mình nghi ngẫm suy nghĩ về cái sản phẩm này, thì tôi nghĩ là nó vừa tốt, nó vừa an toàn cho sức khỏe, nó không có tác dụng phụ bởi vì nó từ vỏ trái cây, nó chả có cái nguyên liệu gì khác ngoài vỏ trái cây, nó không có hóa chất gì hết cả. Thì tại sao mình không mình lại phải băn khoăn về nó vậy? Tôi nghĩ là mình không nên băn khoăn về nó đâu. Nếu như phụ nữ mà nó không phải là sản phẩm không cho các bạn hãy phải sử dụng như là Nuni, thì tôi nghĩ là cần nên có trong nhà vì nó về sức khỏe. Còn cái này về đẹp, nhưng mà nó cũng có yếu tố khỏe bên trong đó, nhưng mà cái đẹp này là đẹp từ bên trong, đẹp và khỏe từ bên trong. Một cái sản phẩm mà đẹp và khỏe từ bên trong cho mình sự tự tin từ bên trong luôn, và nám ra phải điều trị từ bên trong, mọi người cũng thấy rồi, trắng da cũng vậy, trắng bên ngoài thì là chỉ là chất tẩy thôi, nhưng mà trắng từ bên trong là cái gương mặt của mình nó sáng bừng lên á, thì nó sẽ là những yếu tố rất là quan trọng. Thì có nghĩa là nó không có đến nó quá tốt, cho nên rằng là với cái mức giá đó thì tôi nghĩ là mọi người chi phí cũng khá hợp lý. Và phụ nữ thì lúc nào cũng cần mình phải đẹp cả, mình đẹp mình mới tự tin, mình tìm được mọi cách mình giảm cân, mình thế này thế nọ bla 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 bla, nhưng mà cái vấn đề quan trọng của mình là da mình phải đẹp. Có những người phụ nữ tròn trịa một chút thôi, không cần không phải đến mức sộn sề, nhưng mà da mình đẹp, mình tự tin thì mình cũng cảm thấy rằng là mình rất là dễ nói chuyện với mọi người, đúng không ạ? Lan Nguyễn, vừa nhỏ vừa mờ hả? Sao kỳ vậy ta? Ở đây con nghe rất rõ mà cả nhà ơi. Xét nhỏ nhất là một lần 10 chai với Phương Thảo. Mọi người nghe rõ không ạ? Sao kỳ vậy ta? Ở đây Phương nghe rất là rõ luôn á. Em nghe bên em ổn không? Phương Thảo nghe rõ chị. Ồ, Phương Thảo nghe rõ nè. Tức là cả nhà em đều xem chung một cái điện thoại của em, hay là cả nhà em mỗi người một cái điện thoại để bé Lan Nguyễn? Để chị biết là nếu mà không một cái điện thoại thì nó nghe giống nhau là đúng rồi, nhưng mà chẳng hạn như là mỗi người một cái điện thoại á thì có thể là mình sẽ có cái độ khác nhau. Ở đây chị nghe rõ lắm á, to lắm. Bị cái gì vậy? Không nghe mà mở nguyên liệu một xíu. Ở đây bé nó chết ở trong phòng bằng điện thoại khác vẫn rõ, và con mở điện thoại này cũng vẫn rõ nha cả nhà ơi. Phải đeo tai nghe mới rõ hả?
ơi, chắc là mình không có duyên để cái này được quá. Có cái thằng nghe nha. Để cho chị nói bình thường luôn á. Em tắt cái tai nghe luôn á. Thì chị nói bình thường. Chị tắt cái tai nghe đi. Mọi người nghe lại thử coi có được không ạ? Ê, hello Luna, trên xe cá nhân mà nó sao nó lại có vấn đề trục trặc thế này? Alo? Nhỏ. Nhỏ. Vậy hả? Ồ, tức là bỏ tai nghe ra thì nhỏ. Đúng rồi. Mà có bị mờ không vậy? Không bị mờ. Để một lần. Bây giờ thì thử coi. Vậy để xích vào đây được. Để xích vào đây. Em có mặt hơi bị trễ nha. Ủa gì hả? Rồi em nghe lại thử giùm chị coi ổn chưa Lan Nguyễn. Chị để gần vào rồi á. Rõ Ngọc Chí, ok. Em nghe vẫn ổn. Thì chị vẫn đang kiểm tra nè. Nó vẫn rõ và vẫn ok mà. Được chứ ạ. Ở nhà cho cả nhà nghe cho nó chờ đợi. Ủa mời cái này phải ấy. Còn thôi em cứ để ngoài đó đi. Em mở cái khu trong đây được không? Dây. Nạt phát nghe chơi hả? Bây giờ Mina ơi, Mina em chưa báo chị lại cụ thể với chị nha. Mina ngày 25 nha, 25 đến 28 nha, chết rồi. Nhưng mà còn cái gì đó update đó, có update được hay không cho tôi biết thông tin nha. Thì coi trên đây rất là rõ luôn á Tony Fan, không biết là sao đó ta. Mọi người ơi, mình đổi qua bên Hoa Nghiêm Live nha. Quên hoài. Quên chứ gì mà quên hoài. Bội hả? Dạ, chắc em cảm ơn chị Hoa Nguyễn. Không biết mình đổi qua bên Hoa Nghiêm mình Live được không ạ? À? Ờ, chị đang live vào điện thoại đó cho nên là đâu có mở được đâu em. Em thử vô cái hình đó nhắn chị. Dạ chị ơi, chị Thủy ơi, một set như thế này là 10 chai là 2.990.000. Một liệu trình của mình để mà cảm nhận rõ nét nhất là mình sẽ sử dụng 3 hộp, tức là 30 chai đó là 8.790.000. Ổn định chưa? Ổn định chưa? Ổn định chưa vậy?
Ủa sao kỳ, sao vẫn mờ ta? Ở đây thì cái điện thoại của chị chắc cho trong nhà của các bé thì rất là rõ. Sản phẩm nè, I Love Skin Shop nè. Chắc là tại tùy từng vùng quá nhở. Em vô như một cơn gió mà em ra như một cơn bão vậy đó hả? Cải thiện nám nha chị, sản phẩm này sẽ cải thiện nám bởi vì chiết xuất của nó là từ vỏ trái cây và trong đó chiết xuất mà tốt nhất là từ trái lục. Nó sẽ cải thiện nám, giúp cho làn da của mình nó trắng hồng tự nhiên, nó sẽ giảm những cái vết thâm vết mụn luôn. Ok, sáu chú chào Châu Trường An. Hôm nay mình xét một cái góc quá đẹp mà mọi người giờ cứ mờ với nhỏ tôi buồn quá trời ơi. Rồi nha, đây là sản phẩm Skin Shop, sản phẩm mà trắng hồng và bay vết nám. Mọi người có thể inbox trực tiếp hoặc gọi đến số điện thoại 0983731510 hoặc là nhắn vào Zalo số 0931861510 để mà có thể hỏi thêm về sản phẩm này. Ok, 25 bánh bao em với chị đi Mina. Ok. Nãy giờ không thấy comment của chị Hiệp nha. Chị Hiệp đâu rồi? Chị Hiệp đâu mất rồi? Gì hả? Em dù là lúc nào cũng sẽ thấy tim của chị Hiệp này nọ. Dạ em chưa có đủ khỏe để mà đi đóng phim với ca hát. Em vẫn đang điều trị anh nhé. Mờ rồi buồn quá không biết nói gì luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sản phẩm nha. Mình sẽ chuyển qua mọi người biết giá sản phẩm này đúng không? Phương sẽ chuyển qua Hồng Sâm Hàn Quốc. Đây chính là sâm Hàn Quốc. Đây là chai nước sâm Hàn Quốc mà Phương đã từng giới thiệu đến với mọi người rồi. Sản phẩm này á, Hàn Quốc thì nó có rất là nhiều những cái sản phẩm tốt, và sâm cũng được xem là một trong những cái sản phẩm gần như đặc trưng, đặc sản thì mình nghĩ đến Hàn Quốc vì nó đem lại rất là nhiều những cái tác dụng tốt, chẳng hạn như đem lại sức khỏe, bồi bổ sức khỏe sau khi mà chúng ta bị bệnh hoặc bị mệt hồi. Và chúng ta thấy rằng là những người Hàn Quốc đó, hoặc là những người nước ngoài họ làm việc thực sự luôn là thời gian làm việc của họ kinh khủng lắm, không phải như mình đâu, nhưng mà mình thấy rằng họ vẫn luôn rất là nhanh nhẹn thần thái, là bởi vì họ lúc nào cũng đủ sẵn cho mình những cái sản phẩm rất là cần thiết, và một trong những đó là chai hồng sâm. Và sâm ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại, có cả sâm tươi nữa, nhưng mà không phải là loại nào cũng dễ uống và dễ ăn vì cái vị của nó rất là khó chịu. Phương đã từng uống những cái loại sâm tươi mình mua về xong rồi mình tự nấu lên, nấu với lại quả la với là táo tàu á, nhưng mà thật ra nó cũng khá là khó uống. Nhưng mà riêng sản phẩm này á, nó rất là dễ uống và giá của nó cũng khá là mềm. Nó không phải là loại tốt nhất, nhưng mà nó là loại dễ mua và dễ sử dụng, và mình chỉ kịp bỏ vào tủ lạnh rồi mình uống hai nước thôi. Một ngày mình uống trung bình là từ 1 đến 2 chai để mà bổ sung sức khỏe cho mình những lúc mệt mỏi. Và vị của nó thì cực kỳ ngon luôn, rất là ngon luôn, Phương đã uống rồi nên là Phương biết rất là ngon. Nó vị nó ngọt và ngọt nhẹ nhàng theo kiểu vị của sâm với trái cây vậy đó.
rất là dịu. Và cái một hộp cho một sâm này nó sẽ là 340.000, chốt hàng trên line sẽ là 280.000 cho sản phẩm hồng sâm của Hàn Quốc. Và Phương cũng nói luôn là sản phẩm này khi mà mọi người đặt hàng á, ai đã đặt hàng rồi biết là bên Phương đóng gói sản phẩm rất là kỹ để mà tránh bị bể. Và vì cái chai này nó là bằng nước nó khá là nặng nặng, cho nên là phải đóng gói vận chuyển thì cái tiền vận chuyển nó cũng tương đối là hơi cao một chút, cho nên là cả nhà thông cảm dùm cho Phương nha. Chẳng hạn thông thường mình order một sản phẩm thì tiền ship có thể là 30-35, nhưng mà với sản phẩm này thì nó có thể gấp đôi lên, bởi vì nó cân sau số ký. Sản phẩm này 340.000 cho một lốc 12 chai, chốt hàng trên line sẽ là 280.000 cho một lốc 12 chai. Mọi người để lại số điện thoại và ghi rõ là hồng sâm Hàn Quốc Trường An nhé. Dạ không đắng đâu chị ơi, uống rất là ngọt, rất là dễ chịu. Sản phẩm này là từ 4 tuổi trở lên là có thể sử dụng được rồi. Với Phương còn có một dòng sản phẩm hồng sâm dành cho bé từ 1 tuổi nữa. Thì cái gói nó nhỏ hơn, nó chỉ lúc thôi. Còn cái này là nước uống, mình có thể thay thế trà sữa, những cái nước uống giải khát bình thường bằng cái sản phẩm sâm này, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa tăng cường thể lực của cơ thể rất là tốt. Dạ, ok chị, sáng nay em đã uống không thích chị Châu hết. Thôi nhé, không biết là hôm nay nó bị như thế nào thì mọi người cần thông tin gì thì inbox cho Phương để mà tìm theo về chỉ sản phẩm. Mọi người có thể vào được chiếc page Hoa Nghiêm Shop để mọi người coi về sản phẩm của Hoa Nghiêm nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, tạm biệt cả nhà nè.